biến những cái tình huống mở đến từ Gravcast, nó đem bao hàm rất là nhiều những cái yếu tố nguy hiểm dành cho phần đội hình của đối phương. Brion thì sao? Họ chốt sổ đội hình của mình với một Tam Kench thông say của Delight và thêm vào đó là Lissandra của Lava, chọn để có thể đối đầu với lại một con Azir trong tay của Closer. Không có Ahri được khóa lại đến từ bên phía Lissandra khi bản thân Brion họ cũng đã tước đi con bài này ở trong phase cấm thứ nhất của mình rồi, nhưng vẫn sẽ là Lissandra để tăng thêm khả năng sổ vào đến từ đội hình bên phía của Fred Brion. Họ có Wukong, họ có Rayton, họ có Lissandra. Và tôi đang định nói rằng là nếu như các bạn muốn chơi sổ vào thì chúng tôi sẽ có được cho mình Rata Class đến từ bên phía của Lissabok, thì ngay lập tức KL khóa lại con bài này. Với một cái hợp chất điên loạn với những tình huống bắt tay thì những cái pha băng vào đến từ đội hình bên phía của Fredbion sẽ gặp rất nhiều những sự cản trở. Họ sẽ bị ngắt nhịp giao tranh ở trong những pha sổ vào đến từ ba con tướng ở cánh trên của mình ở trong bán đấu thứ hai này. Và thực sự đây là một lựa chọn mà tôi nghĩ rằng là nó cũng rất tốt dành cho bên phía của Lissabok. Bên cạnh đó là những cái kiểu chơi xoay quanh Zeri và Azir quen thuộc được Lissabok họ định hình ở trong ván đấu này. Và để xem là Lissabok có quay trở lại với, chính xác hơn là họ có giữ được cái phong độ hiện tại và giữ được cái cách chơi hướng xuống cánh dưới để dồn tài nguyên dành cho Prince với điều kiện thắng rất là trực quan của mình hay không. Tôi đang thấy rằng là bên phía đội hình của Lissabok đang có những cái chiêu cuối phá giao tranh rất là đẹp nha. Mà trong khi đấy thì Fred Bion đang đưa ra một năm cái vị tướng mà trong số đó là 3 hay là 4 con tướng có khả năng lao vào, ngoại trừ Varus mà thôi. Tam Kench cũng có khả năng lao vào với những cú dung loạn thủy vực. Vậy nên là một sự lựa chọn hoàn toàn là hợp lý. Đúng như gì anh Hoàng cũng đã nói, Renata Glass rất là chính xác đến từ bên phía của Lissabok để có thể khắc chế được những tình huống mở giao tranh chủ động của các thành viên bên phía Fred Bion. Có vẻ như là chúng ta cũng không quá ngạc nhiên khi mà Sanbok đang đánh vô cùng nghiêm túc và tôn trọng Bion đến mức độ như thế nào. Họ đã sẵn sàng để có thể lấy về một chiến thắng 2-0 với một sau khi mà cái giai đoạn cấm chọn kết thúc, và để xem rằng là chúng ta cùng chờ xem là họ sẽ vận hành được cái đội hình này có nhuần nhuyễn như cách họ đã làm được ở trong ván 1 hay không. Vẫn là một con tướng Zeri có khả năng carry rất là mạnh trong tay của Prince, vẫn là Gragas trong tay của Dove, và hai người chơi còn lại là Croco cùng cả KL. Tôi tin chắc rằng là với sự kết hợp một lần nữa, không phải là cái khả năng tăng tốc để có thể tấn công mà cái khả năng đánh phản công sau khi mà KL tung ra hợp chất điện loạn sẽ là chìa khóa để cho Lissabok trở ngược lại với cả những tình huống giao tranh. Để xem ván đấu thứ hai này nó sẽ diễn tiến theo chiều hướng như thế nào khi mà có những sự thay đổi đến từ bên phía của Fred Bion với một con Drake từng xuất hiện trong tay của Morgan. Còn bên phía bên kia thì mặc dù là bị tước đi Yumi thì nhưng vẫn còn đó cho mình Reta Class trong tay của KL để có thể hỗ trợ dành cho Zeri với điều kiện thắng rất trực quan được bên phía của Lissabok hướng tới cánh dưới. Và chúng ta đang được theo dõi kèo đấu lượt về trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2022, game đấu giữa Fred Bion và các thành viên bên phía của Lissabok. Các bạn đừng quên để lại thêm những lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng của giải đấu với bản quyền phát sóng thuộc về BossPod. Một ván đấu mang tính chất nhiều ý nghĩa thủ tục dành cho cả hai bên, nhưng có vẻ như Lissabok họ vẫn đang rất nghiêm túc ở trong cặp trận này để hướng tới giai đoạn playoff sắp tới. Đây cũng là một cái sân khấu khá là phù hợp để cho bên phía của Lissabok họ có thể tập dần cái cách triển khai lối chơi của mình. Bởi vì bên phía của Fred Bion họ sẽ khá là thoải mái trong những tình huống giao tranh, và cái ván đấu đầu tiên đã được chứng minh chứng rồi. Ván đấu thứ hai tôi tin rằng cũng sẽ là như vậy, sẽ là những tình huống mà cả Sanbok và Bion lao vào nhau thật sự rất là cởi mở từ những giai đoạn sớm của ván đấu, và cùng chờ xem rằng là liệu rằng Sanbok có thành công trong việc nuôi Prince cùng với Closer nữa hay không, cô có tiếp tục thành công trong những pha di chuyển nữa hay không, hay lần này Umti anh ta sẽ tìm ra được lời giải. Ván đấu đầu tiên là một ván đấu mà Umti anh ta di chuyển xuống đường dưới khá là nhiều, nhưng mà cái lượng tầm nhìn thôi thì lại là chưa đủ, bởi vì khả năng kết hợp giao tranh đến từ bên phía Lissabok lại là rất là tốt, chưa kể đó là những cái chiêu cuối rất là ăn khớp với nhau nữa, đã khiến cho Bion vỡ trận khá là nhanh ở trong ván đấu thứ hai này. Thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng kết hợp của bên phía Bion sẽ cần phải cải thiện nếu như họ muốn có được những cái pha giao tranh có lời hơn so với cả Prince và đồng đội. Thực ra thì có bước điểm như thế này, tức là một cái điểm cộng dành cho bên phía của Fred Bion ở ván đấu thứ nhất. Mặc dù là họ thua nhưng trong giai đoạn đi đường của họ thì họ không hề có những cái sự thua thiệt trước các thành viên bên phía của Lissabok. Thậm chí nha, Hena có áp lực ở cánh dưới, Lava anh ta đẩy khá là tốt với lại chất tướng Akali bên phía bên kia của đối phương, với Azir của mình ở ván thi đấu đầu tiên. Còn Gwen trong tay của Morgan hoàn toàn áp đảo so với Dove ở cánh trên nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái việc đi đường ấy từ bên phía của Fred Bion nó vẫn đang được hoạt động một cách rất là trơn tru. Nhưng quan trọng là bạn đi đường, bạn có áp lực nhưng bạn không tận dụng được với những cái tình huống mà kiểm soát mục tiêu lớn đến từ vị trí của Umti, hay những tình huống tấn công sang khu vực đường với những cái pha băng trụ chẳng hạn như vậy, thì nó vẫn sẽ là một cái điểm tương đối là hạn chế với cách chơi hiện tại mà bên phía Bion họ đang sở hữu. Còn hiện tại thì đúng, chúng ta đang được chuẩn bị từ chứng kiến một tình huống có thể sẽ là thoát qua tường đến từ Croco, anh ta đang đợi. Wow, hồi quy rồi.
sẽ là pha tấn công. Hena gặp nguy hiểm, tốc biến làm chậm trước, Hena mất đi hồi máu, anh ta mất luôn tốc biến, bị bắt tay về. Cú dung ngoạn thị vực tốt đến từ vị trí của Delay, và tôi tin rằng với tình huống dung ngoạn thị vực chúng ba người như vậy, nó sẽ là tiền đề để giúp cho carry chính của anh ta lùi về ở vị trí an toàn. Đó là một pha di chuyển rất là khôn khéo tới từ người chơi hỗ trợ của bên phía Fabian. Anh ta tạm thời chia cắt so với cả người chơi xạ thủ của mình, tìm ra một cái góc mà anh ta được thoải mái tung ra cú dung ngoạn thị vực, hất tung được cả ba thành viên bên phía Lipsenbock lên, và nguồn sát thương nhồi vào đến từ bên phía của Prince, Coco cũng như là Kaya gần như là không còn nữa. Và hay là anh ta kịp thời trở về đến nhà, anh ta cũng đã mất đi hai phép bổ trợ rồi. Ngược lại bên phía bên kia thì Prince chưa mất bất cứ một cái gì cả, vẫn có thể sẽ là một tình huống set up ganh tiếp tới từ Coco nếu như muốn. Nhưng Coco đang di chuyển dần lên khu vực ở trên của bản đồ, và Coco thậm chí còn đi qua cả tầm nhìn rồi, nhưng đã có những cú ping rất là nhạy cảm đến từ bên phía của Lipsenbock vào chính con mắt mà Bjorn trước đó đã đặt ra, đọc bản đồ khá tốt. Ủa Kael, anh ta đang di chuyển rất nhanh luôn. Anh ta biết rằng đối phương đang ở khu vực đó thì phải, và lùi về ở vị trí an toàn. Còn Amti thì đang quét mắt, nhưng trước đó thì anh ta đã bị phát hiện tầm nhìn. Morgan đẩy rất cao và cần phải có những cái sự hỗ trợ đến từ người chơi đi rừng của mình. Đó là Amti di chuyển vào rừng trước, gồng cú đấm bùng nổ đến từ vị trí của Croco, nhưng chắc chắn là anh ta sẽ không tung ra, vì đơn giản là anh ta còn bùa đỏ chưa ăn. Tình huống giao tranh trước là một tình huống mà tôi nghĩ rằng là tình huống ganh trước thì đúng hơn. Cú quy flash hụt đến từ Croco, tình huống hất tung ba người đến từ Delay là những cái tiền đề để giúp cho Hena anh ta lùi về được với một cái vị trí an toàn, và phần nào đó thì cái khả năng câu kéo phối hợp chọn là rất ổn đến từ bộ đôi bên phía của Fabron ở khu vực đường dưới. Mặc dù là Hena mất hai phép bổ trợ, nhưng bên phía kia thì Coco không có tốc biến nữa, và bây giờ thì anh ta đang bị gây sức ép ngược trở lại, đấm khá đau vào người của Amti, nhưng người đá đang cắn vào người của Coco, áp lực đang là lớn hơn. Đột tiến vào để không có thể hỗ trợ, Amti vẫn chưa từ bỏ, anh ta vẫn đang muốn cướp con người đá lớn vì anh ta có trừng phạt. Và đây sẽ là một pha cướp rừng tốt đến từ người đi chơi rừng bên phía của Fabian. Có lẽ đây sẽ là một cái chìa khóa để giúp cho bên phía của Fabian chiếm được cái lợi thế. Đó là không hẳn là phải di chuyển nhiều xuống khu vực cánh dưới, không hẳn là phải quan tâm cho Hena và Delay để cho họ được an toàn, mà có lẽ chỉ cần khóa chặt vào cái mắt xích Croco để cho bên phía Sunbox họ không có được cái tình huống ganh đơn giản các khu vực đường được mà thôi. Và lại một lần nữa là tạm thời cho tới phút thứ 5 của ván đấu thì bên phía Fabian họ vẫn đang làm được. Họ vẫn đang không để cho bất cứ một tình huống sai lầm nào xảy ra, họ đang không có bất cứ ai phải nằm xuống. Và các chỉ số lính ở các khu vực đường vẫn đang được duy trì rất là tốt. Morgan từ ván 1 cho tới ván 2, anh ta vẫn đang là người farm vượt trội hơn so với cả đâu. Nhưng mà có lẽ rằng là đúng như anh gì anh Hoàng chia sẻ, chỉ là farm hơn thôi. Điều đấy không đồng nghĩa với việc là bạn sẽ có thể giành chiến thắng nếu như không biết tận dụng. Cả cửa nhau rất khó chịu luôn. Thực ra thì khả năng hồi phục đến từ Gragas thì nó thậm chí là còn nhỉnh hơn so với lại Rayton trong tay của Morgan. Quan trọng là cái sự chủ động với cái nội tại đến từ Gragas, nó sẽ giúp cho đô thoải mái trong những cái tình huống trao đổi chiêu như vừa rồi với Morgan. Nhưng quan trọng là năng lượng là vấn đề muôn thuở với những cái kèo đấu Gragas và Rayton này. Càng đánh thì đô sẽ càng hết năng lượng, và anh ta sẽ cần phải bấm bê về nhà. Trong khi đó thì Morgan không mất bất cứ tài nguyên nào để tung chiêu quả, và anh ta vẫn đang duy trì được với khả năng bám trụ đường cánh trên và áp lực về mặt chỉ số lính so với lại người chơi bên phía bên kia chiến tuyến là tương đối tốt. Gồng cú đấm bùng nổ đến từ Amti, sao là gồng cú đấm bùng nổ nhướng hướng vào Amti đến từ vị trí của Croco, và ngay lập tức Delay và Hena ra hỗ trợ dành cho đồng đội của mình. Nhưng Prince vừa rồi có hai phát súng liên thanh tương đối tốt để ép máu của Hena, và đây là những sức ép đủ nhiều để giúp cho bên phía của Lissabon có được cho mình con cua kỳ cục ở cánh dưới, phần nào đó kiểm soát được cho mình con dòng nguyên tố đầu tiên của vào đầu này. Tôi đang nghĩ rằng là bên phía của Brion và cả Sunbox nữa sẽ có một ván đấu cởi mở giống như ván đấu đầu tiên, nhưng mà thực ra hóa ra là không phải. Bây giờ thì họ đang thi đấu khá là chậm rãi. Đó là một cái tình huống mà tôi nghĩ rằng là cũng có cơ sở để có thể giao tranh được. Nhưng mà Brion cùng với cả Sunbox nói rằng là họ chưa sẵn sàng, đồ đạc họ chưa có, nguồn sát thương của Prince cũng như là của Hena là chưa đủ. Hai người chơi đường giữa thì đang bận đẩy đường, cũng không có những cái lợi thế nào quá lớn để cho họ nhất quyết phải tranh giành bằng được cái con cua đó cả. Hơn nữa là con rồng cũng chưa thể ăn được. Nhưng bây giờ Umti một lần nữa đang có mặt ở khu vực nửa dưới của bản đồ, những tình huống di chuyển đang khá là chăm chỉ tới từ người chơi đi rừng của bên phía Fabian xuống cánh dưới, giúp cho Hena và Delay duy trì được cái khả năng đẩy so với cả Prince bên phía bên kia. Đúng thật là con Tamken cũng sẽ không có cái khả năng mở mạnh giống như là Leona, nhưng về chỉ số lính thì Hena vẫn đang làm rất tốt. Ừ, đồng ý. Sẽ là những cái tôi nghĩ là hai đội đang gọi là duy trì một cái thế trận nó hòa hoãn, bởi vì chưa bên nào muốn là người mở lời trước ở trong thời điểm hiện tại. Những cái tình huống tấn công đến từ Croco nó không đem lại những cái hiệu quả ở cánh dưới, nó khiến cho cái mạch tấn công đến từ người chơi đi rừng bên phía của Lissabon bị chậm lại. Anh ta phần nào đó bị chậm cái nhịp đi rừng hơn so với lại vị trí của Amti bên phía bên kia, và anh ta phải giảm nhịp trở lại.
Lava đang gặp vấn đề. Liên cam ra khu vực đứng giữa liên tục và cảm nhận rằng những cái sức ép đi đường đến từ Closer đang là có hướng tới một con Lissandra của đối phương. Rất khó ở trong kèo đấu này. Nhưng đây sẽ là góc 40 về nhà mà tôi nghĩ rằng là không, Closer sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Hena di chuyển ra cùng với lại Delay. Đây là con sứ giả khai đất đầu tiên của ván đấu và hai đội vẫn đang muốn hướng sự chú ý của mình lên cánh trên với tình huống này. Nhưng Croco thì không những nói là anh ta không muốn như vậy. Anh ta sẽ hướng tới con rồng đầu tiên của ván đấu. Vẫn là cách chơi hướng tới tay quân rồng sớm hơn dành cho bên phía của Lissabox. Họ có những con rồng nguyên tố sớm hơn và ở phiên bản 12.14 này như đã nói và đã đề cập rất nhiều lần rồi. Những con rồng nguyên tố đầu tiên nó đem lại cho bạn những hiệu quả rất là lớn với chỉ số cộng thêm được gia tăng hơn tương đối nhiều so với những cái phiên bản trước. Và đây sẽ là bước tiến về mặt sức mạnh ngay lập tức dành cho bên phía của Lissabox. Tiếp tục sẽ là trao đổi mục tiêu đến từ cả Brion và Sandbox. Bên phía của Brion thì Umti ở trong ván đấu đầu tiên cũng lựa chọn cho mình là con sứ giả là cái điểm đến. Nhưng mà như các bạn, nếu như các bạn còn nhớ thì là hai con sứ giả của bên phía Brion không lấy được bất cứ một cái trụ nào cả. Và họ chỉ có thể dùng cái khả năng đẩy đường và khả năng di chuyển đến từ người chơi đường giữa của Closer khi anh ta không có mặt ở đường giữa để Lava lấy cơ hội đó đẩy vào đường giữa mà thôi. Nhưng mà khoan, hãy nói về ván đấu trước. Ván đấu này đang có giao tranh ở khu vực đường trên. Đó là tình huống lăn bụng chính xác. Nhưng mà đó là trụ vẫn bắn vào con xe chứ trụ không bắn vào người của Morgan. Anh ta sẽ rút về được an toàn mà không mất thần cá sấu và không mất tốc biến. Vẫn đang là sự áp đảo đến từ Morgan và vừa rồi là một pha giải tỏa đến từ Dove. Anh ta muốn đẩy văng đối phương về trong cái cự ly trụ để giúp cho bản thân Gragas có được khả năng trao đổi chiêu tốt hơn đối phương. Nhưng bây giờ không còn thụ dù nổ nữa, Morgan còn thần cá sấu và anh ta đang kêu gọi những người đồng đội của mình lên. Đang có những cái dấu hiệu cú dấu nháy ping đến từ bên phía của Fabian hướng lên nửa trên của bản đồ. Nhưng tạm thời thì sẽ chưa có ai ở đây cả khi mà Marty đang ở cánh dưới. Còn trong khi đó thì Lava sẽ cần một nhịp bấm B về nhà để anh ta tăng thêm cái lượng đồ ở trong cái tủ đồ của mình với 90 chỉ số quái vật. Thì có thể sẽ là hai mảnh của một cái Bartholuden chăng, nhưng không, quyết định là mua giày đến từ Lava để di chuyển nhanh hơn hướng sang hai đường cánh. Vẫn chưa có bất cứ một pha đảo gánh nào đến từ chất tướng Lissandra cả, một chất tướng mà bạn sẽ cần phải có những áp lực từ sớm. Nếu như không, về sau này cái lượng sát thương đầu ra đến từ một con Lissandra nó sẽ bị giảm sút tương đối nhiều so với lại chất tướng bên phía bên kia là Azir trong tay của Closer. Cánh dưới thì có vẻ như là Prince đang đi đường rất là tốt. Kèo đấu này thì tôi đánh giá cao hơn một con Varus trong tay của Hena ở trong giai đoạn đầu. Nhưng bây giờ thì vẫn đang là chỉ số lính cân bằng đến từ hai xạ thủ với khả năng tấn công. Và đây là pha mà Closer gặp nguy hiểm. Ngay lập tức có phần chia thiệt hạ và tốc biến rút lui về. Anh ta còn một lần cát lưu động nữa và rất tự tin quay trở lại với con lính cát để có thể trả đòn với pha tấn công vừa rồi đến từ đối phương. Còn Morgan thì đang muốn sử dụng tàn phá hủy diệt để lấy thêm một stack trụ nữa ở cánh trên. Thậm chí là anh ta đang chơi trò policy lính với một con Rayton. Rất khó chịu nha. Croco đang rất là gần khu vực này. Hết nộ đến từ Morgan rồi và anh ta cần phải ngay lập tức bấm B về nhà. Còn Croco thì có cấp 6 và đây sẽ là tình huống tấn công hay chăng? Ping rất nhiều đến từ vị trí của Brion để hướng vào khu vực bãi người đá nơi mà Croco anh ta đang đứng và sẽ tương đối an toàn dành cho người trên đường trên của Brion mà thôi. Còn ở góc này thì sao? Amti đang muốn cầm sứ giả chạy ra khu vực đứng giữa với khả năng di chuyển sớm hơn đến từ Hena và Delay. Áp lực ở hai khu vực đường là khu vực đứng giữa và khu vực đứng dưới đang là thuận lợi hơn dành cho bên phía của Brion, nhưng chưa thấy một tình huống triển khai sứ giả một cách cụ thể nào đến từ người chơi đi rừng của họ cả. Tiếp tục là một sự thành công đến từ bên phía của Fred Beyond khi mà họ có Morgan và Lava vẫn đang là người dẫn đầu về cái khả năng farm lính và đi đường. Đặc biệt là Morgan khi anh ta đang rất là giàu, anh ta có cho mình tàn phá hủy diệt và liên tiếp có những tình huống anh ta vòng ra phía sau trụ của bên phía Lipsunbox hứng những phát đánh từ lính để anh ta có thể lấy về cái lượng tiền cần thiết. Và anh ta đang hơn cỡ khoảng tầm 650 vàng so với cả đâu bên phía bên kia khi mà không có solo queue xảy ra, chỉ có mỗi giai đoạn đi đường thôi. Mà bạn đã dẫn được như này rồi thì vẫn là một cái điểm gì đấy rất là tốt cho bên phía Fred Beyond. Nhưng mà hơi đáng tiếc một xíu là bốn vị trí còn lại thì nó không thực sự vượt trội cho lắm. Nhưng mà đó đã được cụ thể hóa rất là rõ ràng ở trên cái bảng tỷ số của chúng ta khi mà lượng tiền của bên phía Beyond cùng với cả Lissabox đang khá là bằng nhau. Và bây giờ sẽ có thể là một lớp giáp trụ nữa dành cho Morgan. Morgan thậm chí còn lên cấp 10 rồi, bởi vì là đớp anh ta chưa dọn xong tên lính này. Nhưng có vẻ sẽ không dễ dàng để Morgan có thể về. Và đây là một tình huống thùng rượu nổ chính xác. Coco anh ta vẫn còn chiêu cuối để có thể lao vào. Mất tốc biến từ Morgan rồi, cố gắng cò quay còn cắt, wow. Còn đó là cả sắt nữa và đầu lăn bụng chính xác. Và khi cú lăn bụng đó dính thì chắc chắn sẽ là mạng hạ gục dành cho Lipsunbox. Tôi nghĩ Morgan đẩy hơi cao thật. Cái tầm nhìn của anh ta không có. Anh ta tự tin với việc là cái chất tướng Rayton của mình còn thần cá sấu. Nhưng mà nên nhớ rằng Morgan anh ta lên đam, anh ta lên gươm siêu vong chứ không phải là những cái trang bị phòng ngự. Và anh ta rất là giấy ở trong cái tình huống vừa rồi. Mặc dù có thần cá sấu nhưng một cú thu rượu đổ đẩy về và sau đó là dồn sát thương với hai cú chiếu cuối nó chuẩn xác như vậy thì không có lý do gì để Morgan anh ta sống sót cả. Còn Amti thì đang đứng dinh. Mục tiêu có thể là Akael bị tấn công, nhưng máu mất đi của Akael không quá nhiều.
Ampty đang muốn thực hiện một pha áp lực xuống cánh dưới. Anh ta vừa thả sứ giả để giúp cho Lava có thêm hai stack trụ ở khu vực đứng giữa. Thena thì vẫn đang làm rất là tốt với chất tướng Varus của mình, với khả năng gây sức ép. Với lại chất tướng Prince bên phía bên kia là một con Zeri. Thì ở thời điểm hiện tại vẫn đang là lượng tiền đỉnh hơn dành cho Lissabok. Điểm chiến công đầu dành cho họ ở cánh trên, với việc là giảm tải sức ép dành cho vị trí của Doe trước một con Brayton. Có trọng là Morgan vừa mất tất cả tài nguyên nha. Anh ta vừa mất cả thần cá sấu, anh ta mất cả tốc biến nhưng cũng không thể đào thoát được. Điểm chiến công đầu dành cho người dây rừng bên phía của Lissabok. Vẫn là khả năng khai thác chiến công đầu rất tốt đến từ vị trí của Croco. Anh ta là một trong số những người chơi đi rừng có khả năng kiểm soát chiến công đầu hàng đầu tại FCK ở thời điểm hiện tại. Và những cái thông số thì chúng ta có vẻ như là nó vẫn không hề gọi là nói dối chúng ta một chút nào cả. Vẫn đang là một khả năng tấn công rất ổn đến từ người lấy rừng bên phía của Lissabok. Và về nhà anh ta đã hoàn thành xong cho mình trang bị huyền thoại đầu tiên, đó là một cái búa rìu sát thần. Tương tự là như vậy, Ampty bên phía bên kia cũng đã có búa rìu. Nhưng nãy giờ thì chưa có bất cứ một pha tấn công nào đến từ Ampty cả. Anh ta vẫn đang là một con vũ công ăn chay. Còn Lava thì gây sức ép vào Closer, ép luôn một cái phương nguyện suy vong đến từ Closer, nhưng trả đòn lại rất gắt. Nửa cái máu đến từ Lava đã mất đi rồi. Thực ra tôi thấy hơi lo cho bên phía của FSBion nha. Đúng ra là với cái lợi thế mà họ có đến từ Morgan và Valava thì họ phải tấn công mạnh lên khu vực đường trên mới đúng. Bởi vì đường dưới là họ an toàn rồi, đúng không? Lava lao vào. Ôi, anh ta không bắt được Closer trong pha vừa rồi. Anh ta có hầm mộ hàn băng rồi, anh ta mất cả cái tốc biến một cách rất là vô duyên luôn. Abion, tôi vừa mới nói là tôi lo cho họ xong, thì họ đang làm gì thế này? Con rồng này đúng thật là họ còn tài nguyên để đánh, nhưng họ quyết định là sẽ bỏ bởi vì là quá mạo hiểm. Biết là Brion nhìn này có muốn cho Thành Long năm sau lên đánh ở mùa xuân hay không? Nhưng mà thật sự là Lava Lava vừa khiến cho chúng ta rất là một chút buồn cười ở trong một cái ván đấu nó đang diễn tiến theo một cái chiều hướng rất là chậm. Anh ta vừa có cú tốc biến không đủ tầm với cái hầm ngục hàn băng đến từ một con Lissandra và khiến cho Closer chỉ đơn giản là đi bộ về. Anh ta biết được rằng Closer không có tốc biến, và đó là một cái góc độ mà nếu như anh ta nhấn được chiêu cuối thì có thể sẽ có follow up theo đến từ Ampty hoặc là một người nào đó của Fredbion chẳng hạn. Không có một cú chiêu cuối nào chính xác cả, bởi vì nó không đủ tầm để tung ra, đơn giản là như vậy mà thôi. Vẫn là những cái áp lực đi đường đến từ bên phía của Freyrion ở cánh dưới. Hiện nay anh ta vẫn đang farm rất cháy với một con Varus 146 chỉ số quái vật, 158 đến từ Lava, 167 đến từ vị trí của Closer. Và ván này chậm hơn rất nhiều so với ván đấu đầu tiên khi hai đội đang đánh cực kỳ an toàn và củ chắc. Lissabok muốn hoàn thành ngày hôm nay với tỷ số 2-0. Còn Brion thì cũng muốn níu giữ lại một chút những cái phút giây cuối cùng khi mà họ được hít thở bầu không khí LCK ở trong giai đoạn mùa hè này, bởi vì họ cũng đã không còn mục tiêu nữa rồi. Morgan thì một con Rayton đã hoàn thành xong cho bình gươm suy vong lên luôn một đôi giày thủy ngân để giảm đi cái lượng hiệu ứng khó chịu mà Rolf anh ta có thể mang lại. Delay đá lưỡi thành công, nhưng đây là Do, một cú lăn bụng của anh ta chính xác. Mục tiêu được tấn công là Delay, khá trâu từng dựng đồ trúng 3 người nhưng Do gặp nguy hiểm. Góc độ thảy chiều cuối là tốt đến từ vị trí của Kael, nhưng vẫn có điểm hạ gục dành cho thành viên bên phía của Frebion. Một mạng dành cho Varus trong tay của Hena, nhưng trong khoảng thời gian đó thì Prince anh ta vẫn làm những thứ mà anh ta làm rất tốt trong những giai đoạn gần đây đến từ bên phía của Lissabok, đó là cái trụ một toàn bản đồ dành cho người chơi xạ thủ bên phía của Lissabok. Lúc đầu khi mà đang tập trung vào những tình huống giao tranh, tôi không hiểu lý do vì sao mà Closer anh ta không lao vào, nhưng mà khi mà nhìn thấy Prince ở đường dưới thì mọi những sự thắc mắc của tôi đã được giải đáp rồi. Mà khoan đã, đây một tình huống mà mắt sứ giả thuộc về bên phía của Ampty. Closer đang bị tấn công lại, có phân chia đại để đẩy về. Coco vẫn muốn lao vào, nạn nhân đang là Hena mất nhiều máu quá và Hena nằm xuống. Coco lao vào tiếp, chọn nạn nhân đó chính là Delay cũng không về được. Và tôi nghĩ rằng là pha giữ lại phân chia thiên hạ đó ở đường giữa là hoàn toàn hợp lý. Còn Beyond thì tôi không hình dung được là đang có chuyện gì xảy ra trong đầu họ. Lava làm gì nhỉ, tôi không hiểu lắm. Brion rất thành công trong việc là họ kiểm soát được con sứ giả khe nứt thứ hai của ván đấu. Nhưng tại sao Lava còn nửa cây máu anh ta lao vào như vậy? Anh ta dùng chiêu cuối vào Closer không có bao nhiêu sát thương cả. Tình huống tấn công rất nhanh, quay trường trở lại. Nhưng mà Lissabok họ nhận ra rằng ô, đối phương cũng hết đàm rồi, cũng hết chiêu. Ampty dùng chiêu cuối trước đó rồi. Đây, chúng ta cùng nhìn lại tình huống này khi mà mọi thứ của Brion đã được tung ra để có thể hạ sát thành công con Gragas trong tay của Dom. Cũng chiêu cuối của Hena, một tình huống hất tung đến từ vị trí của Ampty. Delay cũng mất rất nhiều máu trong pha vừa rồi. Và Brion thành công trong việc kiểm soát con sứ giả cũng như hạ gục thành công một mạng của đối phương. Nhưng đây là góc độ mà tôi không hiểu lý do tại sao Lava anh ta làm như thế này. Anh ta giữ chân một người, anh ta dùng chiêu cuối. Sau đó thì... À đâu, anh ta không có chiêu cuối luôn nha. Anh ta không có chiêu cuối luôn nha. Góc độ vào đó là không có bất cứ một chiêu cuối nào đến từ bên phía của Frebion cả. Thì mà Lava đã sử dụng hầm ngục hàn băng trước đó rồi. Rất khó hiểu.
Và bây giờ là 3-1 dành cho Lisbon. Theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là có vẻ như là ở LOL Park đang hơi lạnh một xíu. Và Lava anh ta muốn đi vào giữa cái tình huống giao tranh đó để gọi là hâm nóng cái cơ thể của mình lên. Anh ta, tôi thấy là anh ta đi vào xong anh ta đi bộ ra mà anh ta gần như là không có bất cứ một cái đóng góp nào cụ thể cả. Đi vào xong đi ra, đúng một đường thẳng luôn. Và để cho bên phía của Lisbon họ tràn lên. Họ bắt được xạ thủ của mình rồi nhưng mà vẫn không làm gì được cả. Và sau đó là tất cả những gì Beyond làm là họ quay đầu lại họ chạy. Tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng mà mất hết chiêu cuối rồi nhưng mà vẫn muốn đánh nhau thì anh nào từ chiêu cuối luôn đến từ vị trí của Kuroko nhắm tất cả mọi thứ vào delay. Lava lại lao vào rồi anh ta lại hớ rồi. Anh ta bắt đầu sử dụng chiêu cho mình nhưng cú chiêu của anh ta tất cả đều hụt. Anh ta quy hai lần hụt cả hai. Và bây giờ thì Prince quite thoải mái để có thể bắn trong góc độ này. Một tình huống đá lưỡi tốt, giảm khả năng băng lên đến từ vị trí của Prince, có cứu cánh nhưng cứu cánh không cứu được Prince. Lava câu giờ với tình huống đồng hồ, cú đấm tốt đến từ vị trí của cô hạ không thành công cả Hena, hạ cũng thêm một người nữa, đó là cú double kill dành cho Closer và Lava có thể gặp nguy hiểm trong tình huống này khi đấm rất đau. Outplay tốt đến từ vị trí của Lava và anh ta lùi về được với vị trí an toàn. Nhưng vẫn là tình huống đổi chắc lợi thế hơn dành cho các thành viên bên phía của Lisbon, họ mất đi hoàng tử của mình nhưng có lại ba mạng. Đó là một tình huống tôi nghĩ rằng là Prince anh ta hoàn toàn có cơ sở để lao lên. Anh ta còn nỏ tử thủ, còn cứu cánh để có thể tiếp tục bắn. Nhưng đó là một pha che chắn tốt tới từ Morgan mà thôi. Còn bây giờ là chúng ta cùng xem lại ngay tức tình huống này. Đây tình huống Lava, anh ta lại đi vào, anh ta lại đi bộ ra. Những cú quy, rồi những cú quy không chính xác. Mặc dù cái pha đó là các thành viên của Lisbon đang đứng rất gần nhau rồi, Lava gần như không có sát thương. Anh ta bị đẩy về với phân chia tiền hạ. Anh ta câu kéo thời gian bằng việc tung ra con đường băng giá đi qua bên kia bờ tường và bỏ chạy mà thôi. Anh ta nhìn những người đồng đội của mình nằm xuống mà không thể làm gì hơn. Không, thực ra thì tôi không muốn là focus vào một thành viên đâu, nhưng mà thực sự là con Lissandra này của Lava nó đang hơi chấm hỏi một tí trong những cái pha mà anh ta chọn mục tiêu đấm. Lava không còn gì cả, anh ta bị thu diêu đồ đấy về và anh ta sẽ phải lấy bàn điểm số với điểm hạ gục dành cho vị trí của Prince. Và đây là tạ sung hưu đột không thể né được, đặt bụng chính xác double kill dành cho chàng hoàng tử bên phía của Lissabok. Vẫn vừa nằm xuống xong, Lissabok ngay lập tức bù đắp dành cho người chơi xạ thủ của mình với hai mạng, có được điểm hạ gục thứ 8 dành cho bên phía của Lissabok. Và đây sẽ là con rồng khuyến mãi sau tình huống đoạt hai mạng của họ vừa rồi. Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn đồng ý với cả anh Hoàng thôi. Nó không muốn quá tập trung lắm vào Lava bên phía Fred Beyond, bởi vì là thực ra là Beyond họ cũng đang thiếu đi sự liên kết. Nhưng mà ngay khi mà anh Hoàng vừa nói câu đấy xong là Sunbox cho chúng ta cái để nói luôn. Một pha, tôi nhớ là có cái pha đó là quy không tầm nhìn đến từ cô hay sao ấy. Anh ta phi thẳng vào đầu của Lava, rồi dồn tất cả mọi thứ vào đầu Lava, đớp còn chêm thêm cả cái thùng rượu nổ vào nữa. Rồi Lava đi kéo theo cả xạ thủ Hena của mình đi theo nữa. Beyond bắn này tôi nghĩ rằng là đi mất rồi. Đây chúng ta cùng nhìn lại. Cắm mắt trước không bị phá mắt, sau đó là Lisbon trả thù cho con mắt của mình bằng cách là đấm thẳng vào cái bụi đó đến từ Kuroko, và trong cái bụi đó có người, anh ta thử luôn. Gần như là một tình huống mà đấm vào bụi nhưng mà cuối cùng lại đấm trúng người đến từ vị trí của Kuroko. Và bây giờ là sức ép đến từ bên phía của Lisbon với lượng tiền khoảng tầm gần 3.000 nhỉnh hơn dành cho họ. Vẫn là một con Jerry như vậy, mặc dù nằm xuống một lần nhưng Prince đã có cú double kill và anh ta quay trở lại với ván đấu rất nhanh với hai món trang bị rưỡi ở khoảng thời gian phút thứ 22. Rất giàu. Các thành viên, các vị trí chủ lực đến từ bên phía của Lisbon đều đang có một cái lượng đồ thực sự rất vượt trội cho so với khoảng thời gian của ván đấu. Hai đồ rưỡi đến từ Prince, chúng ta phải đề cập hai đồ lớn đến từ Closer với một cái trượng hư vô sau một cái hư vương miệng suy vong để anh ta gia tăng tối đa khả năng gây sát thương của mình với lượng xuyên kháng phép mà anh ta đang sở hữu cùng đôi giày pháp sư mà anh ta đang có trên người. Đây vẫn đang là một Lisbon thực sự rất chủ động trong những tình huống tấn công của mình. Amti thì sao đây? Amti đang muốn tấn công. Mục tiêu rõ ràng là Jerry trong tay của Prince bị hất tung hai lần. Nhưng Lava không thể lao vào được. Anh ta vẫn không thể chạm được vào người của Prince. Thì đây là góc độ phản ứng lại đến từ bên phía của Lisbon. Họ có một mạng dành cho Prince. Lava không thể nhấn được cú chiêu cuối vào người xạ thủ bên phía của Lisbon, bởi đơn giản đó là khả năng bảo kê đến từ KL với một cú bắt tay. Và thêm vào đó nữa là lăn bụng đến từ vị trí của đội, và thùng rượu nổ cũng đã được đầu tư đến từ người chơi đường trên bên phía của Lisbon. Đây sẽ là tình huống Baron được triển khai đến từ bên phía của Lisbon. Và liệu Brion có thể làm được gì trong tình huống này hay không? Nên Morgan còn thân cá sấu, nhưng thậm chí Brion họ tràn ngược trở ra. Delay là mục tiêu tấn công, anh ta bị cô lập. Và điểm hạ gục thứ tư đã có dành cho Prince. Tiếp tục là một ván đấu tôi nghĩ rằng là sẽ là gọn gàng. Umti thì chưa kịp hồi sinh,
chỉ còn có 3 người mà thôi. Lava đang muốn làm điều gì đó mà nhưng mà tình huống đó là một tình huống chiêu cuối từ Coco vào người của Morgan. Morgan nằm xuống quá nhanh, Lava lao vào dùng chiêu cuối vào người của bản thân. Henna đang cố gắng bắn, Henna tốc biến không quá xa để có thể bỏ chạy khỏi nguồn sát thương đến từ bên phía của Liêm Sơn Bốc. Và Lava vòng vây vòng tay cực kỳ ấm áp của 5 thành viên bên phía Liêm Sơn Bốc đang chờ đợi anh ta, không cần tới Baron, quét sạch là đủ rồi. Và bên phía của Liêm Sơn Bốc họ sẽ biến về để shopping. Tôi nghĩ rằng đó sẽ chỉ là những cái góc độ để ép Baron và bật ngược trở ra khi mà họ sở hữu Gragas, họ sở hữu Vi trong tay của Croco. Và đây là tình huống mà tôi vừa nói. Khi Brava anh ta rất cố gắng để nhấn cú chiêu cuối vào người của Breeze nhưng anh ta không thể làm được điều đó. Và sau đó là một tình huống Amti anh ta bị hạ gục bởi hoàng tử bên phía của Lissabok với khả năng bảo kê đến từ đồng đội. Croco rất dứt khoát với những tình huống mà anh ta dùng cú đấm bùng nổ của mình và anh ta sử dụng cả sự hữu đột để êm thẳng những cái lượng chiêu thức vào người của đối phương. Morgan có thần cá sấu, anh ta phun nổ với một con Rayton nhưng dính tạ sự hữu đột, bị đẩy về bởi phân chia thiên hạ và sau đó nằm xuống ngay lập tức. Lava có cú chiêu cuối rất đẹp lần này thì anh ta làm tốt với chất từ Lissandra nhưng nó đã là quá trễ rồi vì không còn ai hứng trong tình huống make play này cả. Cú double kill và ra triple kill không chính thức dành cho vị trí của Prince. 6-1-4 đang là tỷ lệ hiện tại bên từ người chơi xạ thủ bên phía của Lissabok. Vẫn đang là cái kiểu nhường tài nguyên và nhường điểm hạ gục rất tốt đến từ đội hình này. Họ vẫn đang thi đấu một cách tương đối là mượt mà. Closer bị hất tung, anh ta có phần chiến thiên hạ, anh ta dính chiêu cuối đến từ vị trí của Lava, anh ta bị hất tung lên. Anh ta gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng vẫn sống với khả năng bảo kê đến từ vị trí của Kael. Còn Prince tới đây bắn hết khi đối phương đã hết tài nguyên rồi. Tạ sự hữu đột nhắm thẳng vào vị trí của Henna và Henna không được chơi game. Double kill dành cho vị trí của Prince. Có thể sẽ là cú triple hay là quát ra gì đó. Anh chàng anh ta đang tìm kiếm cú triple kill. Quát ra kill đã có dành cho xạ thủ bên phía của Lissabok. Và Morgan liệu có cung cú penta kill này dành cho Prince hay không? Đây anh ta đang cố gắng câu giờ. Nhưng bùa lại Baron. Và đây sẽ là quát ra kill, penta kill. Không, không có penta dành cho vị trí của Prince khi mà Croco lạnh lùng cướp đi nó. 18-2 là tỷ số điểm hạ gục ở ván đấu thứ hai này. Và ván đấu thứ hai với tỷ số 2-0 chung cuộc sắp có dành cho bên phía của Lissabok. Có lẽ rằng bây giờ nói rằng là Sandbox đã thắng rồi thì cũng không phải là quá sớm. Nhưng tôi xin phép được dành những cái lời khen cho lối chơi của Lissabok trong cái ván đấu này. Đúng thật là họ được giải tỏa tâm lý khi mà ván đấu này chỉ còn là thủ tục thôi. Nhưng chúng ta đang thấy được cái khả năng thiên biến vạn hóa trong cách nhường tài nguyên và triển khai lối chơi của Lissabok, họ đang đa dạng đến mức độ như thế nào. Prince không hẳn là người carry trong ván đấu này. Ván đấu đầu tiên cũng như vậy. Ván đấu đầu tiên người carry là Coco. Ván đấu thứ hai này tôi nghĩ rằng Coco cùng với cả Closer là người sẽ chia sẻ chung được cái chìa khóa tới chiến thắng, cái điểm POG tôi nghĩ là như vậy. Còn Prince đã không hẳn anh ta là người tạo được cho nhiều khoảng trống để có thể xả sát thương mà thôi. Chúng ta không hẳn là người được nhiều tài nguyên từ đầu, anh ta không hẳn là người carry chính. Còn đây là phản ứng của Prince. Rất khó chịu, rất buồn. Vì sao anh lại cướp chiêu cuối của em? Vì sao lại như thế? Hơi buồn. Optimus đi rừng à? Optimus không phải là một người chơi mà đó là một hệ tư tưởng, và vừa rồi thì hệ tư tưởng nó được truyền thụ quá tận bên Hàn Quốc. Nhưng mà Croco anh ta rất vui mừng sau tình huống cướp pentakill của Prince và phản ứng tương đối là buồn bã cũng như là bực tức đến từ người chơi xạ thủ bên phía của Lissabok. Nhưng không sao cả, tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ chỉ là những cái tình huống đùa vui đến từ bên phía của Lissabok. Đội đang có tinh thần rất cao vào thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay họ tiếp tục có thêm một chiến thắng 2-0 nữa để hoàn thành tuần thiếu thứ 9 một cách hoàn hảo của mình. Với 4-0, 2-0 trước G1 và bây giờ chuẩn bị là 2-0 với cú điện đạt đỉnh điểm đến từ vị trí của Prince. Cú double kill, triple kill dành cho đây Prince. Và bây giờ sẽ là cú penta kill dành cho Prince. Ai chàng đây anh ta đang đứng như ứng mạng. Quát ra kill đã có rồi, tất cả cùng lao vào bể đá cổ nào. Và quát ra kill, penta kill sẽ có dành cho Prince. Sau tình huống quét sạch này sẽ là chiến thắng dành cho Lissabok. Rất vui mừng niềm vui Prince với biểu cảm của anh ta. Đúng ạ, tôi đang định nói vấn đề đó. Niềm vui, những cái vỗ tay của Prince. Một nụ cười tươi rói rói đến từ chàng hoàng tử của Lissandbox. Khi mà lần này thì không ai cướp penta của anh ta nữa.